Cả lớp tập trung làm bài, câu khó làm trước, câu dễ làm sau, đặc biệt là không được dùng tài liệu. Vâng ạ. Giờ tôi ra ngoài có chút việc, ai làm gì là tôi biết hết đấy. Nani? Khó thế nhỉ? Ê, chúng mày làm được câu nào chưa? Cho tao chép với. Tao cùng đấy mày đâu. Lớp có 4 đứa, cô phát 4 đề, có mà chép bằng mắt. Giờ làm sao bây giờ? Mày này, mày cho tao mượn điện thoại đi, tao lên mạng tra. Thôi, nhỡ cô mà biết là đi cả hai đứa đấy. Cô đi ra ngoài lo cái gì nữa, mày cứ đưa tao mượn đi, có làm sao á, tao chịu. Nhưng mà điện thoại tao hết pin rồi, đêm qua tao quên sạc. Lát về tao bao ăn cá viên chiên ngoài cổng. Mua 100% pin, wifi năng mạch, giúp đây. Đấy, phải thế chứ. Đấy rồi mày ơi. Chép sai rồi, đọc kỹ lại đề đi. Ai là sai nào, mày làm như mày là cô giáo không bằng. Hóa ra cô giáo thật. Này còn dùng điện thoại để chép bài. Điện thoại này tôi sẽ để trong tủ. Cuối năm học phụ huynh tôi sẽ trả. Nhưng mà khỏi trả. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Giờ mày tính sao? Mày cứ bình tĩnh đã. Tao không muốn thế đâu. Hay là coi như của đi thay người. Đền cho tao. Trả gì? Nhưng mà tao làm gì có đủ kinh tế mà đền cái điện thoại. Cái đây là cái gì? Để tao khu hộ nhá. Ủa chứ? Sao mày cầm công ty tiết kiệm của tao từ bao giờ đấy? Thì hôm nọ tao qua nhà mày chơi, thấy em đẹp quá nên là nhảy em về luôn. Để mai tao mang điện thoại mới đền cho mày. Phải thế chứ. Bỏ mẹ. Mà môi em pin nuôi từ lúc trong bụng mẹ em bây giờ. Chấm đi được tiêu lại phải đền chứ. Ê Trang ơi, có chuyện gì với chồng mày hợp được đây? Mày thấy có ai phải đền điện thoại mà vui không? Cái gì mà ra hẳn đúng mỗi này. Giời, nói nhiều làm gì. Đằng nào thì mẹ có giúp một đâu. Thôi mày đi ra chỗ khác đi. Tao đang muốn một mình. Thôi, tao đang thừa cái điện thoại. Đang định bảo cho mày. Ôi nhạy phan tri kỷ của tôi ơi. Đi đâu mà vội thế? Bạn cứ ngồi ở đây đã. Trở mặt nhanh đấy. Đâu, tôi là tôi quý bạn lắm nè. Đi đâu, điện thoại đâu, chào ta nhá. Đây. Con điện thoại Happy là sau đây ngốn này. À, cái này vẫn còn mới nguyên đấy. Mỗi tội là hỏng màn hình không dùng được nữa. Ồ hay, thế hỏng là mày đưa tao làm gì? Mày đùa b***h à? Ơ kìa, cứ bình tĩnh đã. Thế mày không biết trung tâm bảo hành Oppo đang có chương trình khuyến mãi màn hình điện thoại lên đến 50% à? Đã thế à, tốc độ phục vụ lại còn nhanh chóng. Linh kiện thì như một cái ghế bởi vì nó không phải bàn. Lại còn tiết kiệm nữa chứ. Đây, của mày xong rồi đây này. Ui, được đấy chứ. Đây, lên màn hình rồi này. Chuyện, tao mà lạ. Chưa gì tính lóng như kèm. Công nhận, mày tốt với tao rồi đấy. Tao xin nhá. Đưa con Bi đây.